Học sinh trung học phổ thông hiện đang gấp rút hoàn thiện chương trình lớp 12 song song với việc ôn tập kiến thức chuẩn bị thi tốt nghiệp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 3, Bộ sẽ công bố để tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Theo đó, thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 được xây dựng trên tinh thần gắn rất sát với hoạt động dạy và học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, đồng thời cũng gắn với chuẩn đầu ra chương trình phổ thông năm nay. Cấu trúc đề thi được giữ ổn định để tạo thuận lợi cho việc dạy học, ôn tập của giáo viên và học sinh, trong đó chú trọng tới chất lượng, độ tin cậy của đề thi để phân loại học sinh. Năm nay, thí sinh có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển, sử dụng kết quả thi tuyển sinh riêng của một số trường nhóm, khối trường, xét đặc bạ trung học phổ thông và sử dụng một số kết quả chứng chỉ quốc tế, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế để tuyển thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến cho điều chỉnh nguyện vọng 3 lần để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Từ năm 2020 trở về trước, sau khi có kết quả thi trung học phổ thông, thí sinh chỉ có một lần điều chỉnh nguyện vọng.